Trong cuộc sống này, tiền có thể làm tất cả mọi thứ. Anh nói sai rồi, em có tiền mua xe này, nhưng mà em có biết lắp đâu. Thế thì em chưa phải mua xe xịn rồi, xe xịn nó là hướng dẫn lắp đây này. Hướng dẫn lắp càng đây nhá. Đấy. Hướng dẫn lắp bê đan. Ok chưa? Xe nhập khẩu Mỹ, nó phải là như thế. Hướng dẫn khách hàng từ đầu đến cuối, hướng dẫn lắp xe nhá. Cho nên là có tiền có thể làm tất cả, xe này hơn chục củ thôi. Tuy nhiên trang bị quá là xịn, Aventon Coroba anh em biết rồi đúng không? Hơn chục củ có khung carbon này, càng cũng là carbon nhá, đẹp chưa? Đấy, biết anh em là thích dài hơn nên là đây, vừa giúp anh em ngồi thoải mái hơn nhá và an toàn hơn. Một cái phanh của Techo anh em ạ. Nhiều anh em nhìn cái xích này phán xét bảo là hàng lỏm, nhưng mà đây là KMC hàng real xịn đấy, chắc hơn cả IBN của anh rất là nhiều lần đấy. Với một chiếc xe tốc độ với 17 lít là chưa đủ nên là đây sẵn cho anh em một cái lít 15 nhá anh em nhá, nhỏ chưa? Và có 2 lít nữa, đây là lít sống nữa này. Trong cuộc sống này chỉ cần anh em có tiền thôi, có thể làm tất cả mọi thứ. Tuy nhiên nếu anh em không có tiền, mình vẫn hỗ trợ anh em lắp xe từ đầu đến cuối, từ A đến Z. Chỉ cần mua xe thôi, ok nhé.